Và thưa các anh chị, đây Tuấn cũng vẽ rõ cái sơ đồ ra cho các anh chị hình dung. Đây là niềm tin của con người. Thì trong niềm tin của con người thì nó được có hai cái phần niềm tin, là niềm tin từ phần tâm và niềm tin từ phần ta trộn lại để nó ra được cái hình thành cái niềm tin cá nhân. Từ niềm tin cá nhân nó ra nhân cách, nó ra hình thành hệ sinh thái của cuộc đời. Vậy thì cái phần tâm này thì chúng ta không thay đổi được. Bất cứ bản năng của con người nào sinh ra bên trong cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, làm ít hưởng nhiều, sở hữu vật chất, sở hữu lợi danh, rồi an toàn, rồi đủ đầy. Tóm lại thằng này nó thích đủ các thứ trên đời. Còn cái thằng tác động bên ngoài thì là văn hóa gia đình, văn hóa xã hội, văn hóa giáo dục, nhóm bạn chơi, trải nghiệm cá nhân, thì nó hình thành nên cái phần ta. Và tất nhiên trong cái phần văn hóa xã hội này thì có một phần gọi là tôn giáo. Và thưa các anh chị, là điều rất là kỳ cục là bọn nước ngoài nó bảo mình là, tao thấy người Việt Nam mình rất là kỳ cục, nó ghi tôn giáo không. Trong khi đó những lời răn của Chúa rất là tuyệt vời, những lời răn dạy của Phật rất tuyệt vời, rất là chân lý. Và cho đến bây giờ chúng ta mới minh chứng một điều là những cái người mà làm được vĩ đại đều có tôn giáo. Ông Hồ nhà mình là Nho giáo, hay là những cái chủ tịch tập đoàn ở Việt Nam, Tuấn không muốn kể tên, nhưng đều theo Phật giáo. Hay là ở châu Âu thì Thiên Chúa giáo, để chúng ta thấy Cơ Đốc giáo, thì họ gì ạ? Họ đều có một cái chân lý để họ bám vào. Và họ không cần phải trải nghiệm, họ không cần phải đấu tranh, không cần phải cái gì cả, thì họ sinh ra thì tôn giáo đã cho họ một cái chân lý rất là rõ ràng, và bám vào đây để điều chỉnh cái phần tâm. Từ đó nó mới hình thành nên cái niềm tin cá nhân, và sau đó hình thành nên nhân cách, và hình thành nên hệ sinh thái cuộc đời. Vậy chúng ta hình dung là cái niềm tin này nó ghê gớm, kinh khủng luôn. Vậy để hiểu hơn về cơ chế mà nó phản ứng với môi trường bên ngoài thông qua cái niềm tin này, thì mời các anh chị chúng ta quay sang cái quy luật để hình thành cái thái độ phản ứng với lại môi trường bên ngoài như thế nào, thì mời các anh chị qua bài tiếp theo.